trẻ 5 tuổi ngộ độc ma túy tổng hợp từ dung dịch thuốc lá điện tử. Đây là trường hợp thứ hai trong thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị trẻ bị ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử. Khoa điều trị tích cực nội khoa Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân 5 tuổi vào viện trong bệnh cảnh hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm sau khi uống dung dịch trong dụng cụ thuốc lá điện tử. Trước đó, bé có tiền sử khỏe mạnh sau khi tình cờ nhặt được và uống khoảng 5ml dung dịch màu vàng trong lọ thủy tinh của thuốc lá điện tử. Khoảng 15 phút sau, người nhà phát hiện trẻ co giật toàn thân, hôn mê và nôn. Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện gần nhà và chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau thăm khám và hỏi bệnh, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị ngộ độc các thành phần có trong dung dịch thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, các triệu chứng co giật, đồng tử giãn, mạch chậm của trẻ không giải thích được hết tình trạng ngộ độc do nicotine, chất chủ yếu trong thuốc lá điện tử. Vì vậy, các mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống nhanh chóng được xét nghiệm và phát hiện ra dương tính với ma túy tổng hợp mới. Sau thời gian điều trị tích cực, bé may mắn hồi phục, tỉnh lại và hiện tiếp tục được theo dõi các biến chứng lâu dài. Vấn đề đáng chú ý là dụng cụ thuốc lá điện tử không chỉ chứa nicotine thông thường. Thay vào đó, thiết bị này trở thành vỏ bọc ngụy trang của người lớn sử dụng ma túy tổng hợp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.